gửi tặng cha. Xin linh hồn kịp lời của con. Nếu vòng tay mẹ là nơi con tựa đầu say giấc, thì bờ vai cha là nơi con khám phá cuộc đời. Mùa xuân năm ấy, pháo hoa rực rỡ trên đầu, cha cõng trên vai niềm tin ngày mai của cha. Mùa hè năm ấy, diều bay bát ngát cả khung trời tuổi thơ, con như cánh diều cùng cha bay suốt cuộc đời. Ngày con chào đời, có đến hai người cùng được sinh ra, mẹ và cha. Có đến hai người cùng vất vả, cùng hy sinh và cùng nuôi hy vọng. Ấy vậy mà trong những câu chuyện trưởng thành về sau, trong những lần biết ơn người nuôi dưỡng, trong những lời thổ lộ yêu thương, thường hay mặt lòng cha. Khi con cất tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con. Đừng trách cha bao lần yêu con, nhưng tại sao lại không nói? Trong những cuộc chuyện trò dân dã với những người làm cha, cái từ mà tôi hay nghe nhất đó là không. Cái gì cũng không. Có thích món đồ này không? Không. Có thích mua bộ đồ này không? Không. Chỉ khi hỏi là có thương con không? Có chứ. Thì cái từ có nó chắc nịch, đúng kiểu một người đàn ông dùng hết sức của mình để đóng nhịp cuối cùng lên cây đinh, treo lên tường bức ảnh gia đình đầy hạnh phúc. Tại sao cha thương con là thế, nhưng lại kịp lời nói ra? Tôi tin chắc là người cha sẽ có ngôn ngữ yêu thương của riêng mình. Bạn có biết ngôn ngữ đó là gì không? Bờ vai cha. Món quà tuổi thơ mà bạn từng thích nhất là gì? Một con búp bê, một bộ đồ chơi lắp ráp, hay một hộp bút chì màu? Với tôi, đó chính là bờ vai cha. Ở trên bờ vai cha, tôi được chơi cưỡi ngựa càng nhông càng nhông, được chơi máy bay, tàu lượn. Cứ chiều về là tôi lại chạy ra cửa nhà để ngó nghiêng, nghe tiếng xe đang tới kịch, là tôi đu lên vai ba, mách cho ba đủ điều. Đôi vai của cha tôi lại còn là một chiếc cân thần kỳ. Chỉ cần tôi đu lên là cha có thể biết được tôi lên cân hay xuống ký. Ổn hơn hôm qua rồi đó nha, lo mà ăn đi. Những ngày hè về, cha bày tôi cách làm diều. Cha cõng tôi lên vai, chạy dọc cánh đồng. Diều ngược gió bay lên cao vút, tôi cười thẳng thẳng trên vai cha. Nhớ nhất là những đêm giao thừa, cũng từ bờ vai ấy tôi đã được nhìn ngắm trọn vẹn pháo hoa rực rỡ trên đầu. Trong tiếng pháo nổ lẫn lời cha dặn, sau này ráng cao lớn thêm một chút để nhìn ngắm thế giới trọn vẹn hơn nha con. Đó, từ bờ vai cha, tôi đã từng thấy mình là một người khổng lồ, một cô công chúa nhỏ, là người hạnh phúc nhất của tuổi thơ này. Còn bạn thấy mình là ai?
Tuổi thơ từng đẹp là thế, nhưng càng lớn lên, những xa cách với cha lại ngày càng rộng dài. Cho đến một ngày, chúng ta vấp váp với đời với vợ lẽ, bờ vai ấy vẫn luôn ở đó, vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất trên hành trình lớn khôn. Người cha, người bố, người tía, thầy, ba, ở vùng miền nào khắp dải đất Việt Nam này, làm nghề gì cũng yêu thương và hy sinh vì con hết mình. Người cha lao động chân tay á, thì đau lưng mỏi gối, đỏ như con tôm luộc mỗi khi trưa hè nóng gắt, về nhà thả lưng là đánh một giấc ngủ say. Người cha văn phòng nhìn phốt pháp trắng trẻo là vậy, ngồi xe hơi máy lạnh tự sướng, nhưng mà không có sướng lắm đâu. Họp hành, chạy số, đau nửa đầu, vai gáy, căng thẳng mất ngủ, lăn qua, lăn lại, hết cả đêm dài. Dù bận bịu mưu sinh là vậy, nhưng cha đã không bỏ rơi bạn trong những lần đầu tiên của cuộc đời. Bạn có nhớ lần đầu tiên được cha mua cho chiếc xe đạp, tập lái, rồi khi biết lái, lại chạy sang nhà bạn chơi đến quên đường về. Tối trời, cha phải xách đèn pin đi kiếm. Bạn có nhớ lần đầu tiên biết yêu, la thì la, cấm thì cấm, nhưng cha là người mở cửa cho đi hẹn hò, rồi lại còn dặn mẹ là cho nó thêm mấy đồng để nó mời bạn ly nước nha. Ngày thất tình vì bỏ rơi giữa đường, cha gọi ở yên ở đó, cha tới đó. Tới nơi tưởng cha sẽ cho một trận nên thân, nhưng không, cha chìa bờ vai ra, tôi tựa đầu vào rồi bật khóc. Cha nói hận đàn ông cũng được, nhưng mà trừ cho ông này ra nha. Lần đầu tiên lớn lên cũng mong muốn được làm những chuyện nổi loạn, đại khái như là nhuộm tóc nè, xăm hình nè, xỏ khuyên nè. Mới lớn mà càng phóng á thì mình lại càng thử, càng la thì mình lại càng làm cho bỏ tức. Mình làm để chứng minh là cha với con là hai cuộc đời tách bạch. Giận rung người, nhưng mà cha nói một câu đến bây giờ tôi nhớ mãi. Con dù có đẹp hay xấu, giỏi hay dốt, giàu hay nghèo, thời gian sẽ thay đổi. Chỉ có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là cha mãi mãi sẽ là cha của con. Lần đầu tiên chúng ta đi thi trung học phổ thông, cha là người mà được giao một nhiệm vụ đưa đón mình đến cổng trường thi. Rồi ở đó, mùa hè, lúc mưa, lúc nắng, nhưng cứ ra khỏi phòng thi là đã thấy cha ngó nghiêng ở đó. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, tôi đưa cho cha, trong đôi mắt đục ngầu ánh lên niềm hạnh phúc. Và tôi biết rằng nụ cười của người đàn ông nở hoa trong đôi mắt. Lầm cả nước đóng cửa vì dịch, cha và mẹ gói thùng đồ cứu trợ chạy ra bến xe gửi lên cho tôi. Mẹ nói hôm đó ông gọi cho con không được, mắt đỏ hoe, ông bảo không biết là nó có kịp ăn mấy món đồ mà mình gửi lên không bà. Cha tôi đâu, cha bạn cũng vậy phải không? Khó thì khó, nhưng mà tình cảm. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu trôn giấu. Chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi.
về già, bờ vai ấy vẫn tiếp tục lựa chọn yêu thương bạn bằng cách thu đôi vai mình lại để không cản đường bạn bước đi. Bạn có thấy hơi lạ là chúng ta rất dễ dàng nhận thấy những vết nhăn nheo, những vết chân chim trên khuôn mặt mẹ, nhưng lại quên mất là những vết đồi mồi, nám sạm cũng dần xuất hiện trên làn da của cha. Bạn ơi, ông ấy cũng từng là một đứa trẻ ngỗ nghịch ngô nghê, pha làn pha sông. Ông ấy cũng từng là một thiếu niên ngốc nghếch chạy theo cô gái xinh đẹp nhất huyện là mẹ bạn. Ông ấy cũng từng là một chàng trai với giấc mơ đi đông đi tây tung hoành ngang dọc. Ông ấy cũng từng mạnh mẽ, quyết liệt, nhạy bén và can đảm như bạn vào lúc này. Ông ấy đâu có ngờ rồi sẽ đến một ngày mình trở thành một đứa trẻ trong bộ dạng vai gầy còn, da nhăn nheo, tóc bạc trắng lơ phơ bảy cọng, mắt đục ngầu và nụ cười chúng chim vì sáng nay vừa mới rụng thêm một chiếc răng nữa rồi. Ăn có mấy hạt cơm mà rơi vung vãi, mấy đứa cháu trong nhà thì cứ gọi tên lẫn lộn cả lên. Những lúc ấy, điều chúng ta thấy là một ông già chậm chạp, lẩm cẩm, khó thương và khó chịu. Có một chút chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không xong. Giá mà lúc ấy, điều chúng ta thấy là cái run rẩy của một đôi bờ vai đã từng là điểm tựa cho tất cả, nay bỗng thấy hoang mang vô định vì trở thành người vô dụng, kẻ làm phiền. Cái tư thế co ro mỗi khi đêm về là cái tư thế của một đứa trẻ cô đơn. Ai mà không muốn duỗi thẳng tay chân mà ngủ cho ngon giấc. Nhưng mà bệnh tật nó hành quá thì mình phải co ro lại như tư thế bào thai trong bụng mẹ. Cái tiếng ho hen nặng nhọc để giữ lấy từng nhịp thở với cuộc đời này. Mình còn trẻ, mình leo 1, 2, 3 bậc thang bộ, mình đã cảm thấy rệu rã như thế nào thì trái tim ấy đã vất vả đập cả một đời. Cái cảm giác từng bộ phận trên cơ thể của mình cứ lạnh dần, tím tái dần, rồi từ từ rời bỏ mình, nó tệ lắm chứ. Trong những khoảnh khắc cận sinh tử, trước giờ đại phẫu, người hay nói rồi hỏi: mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Trước khi nằm chợp mắt, người lại ngó nghiêng một lần nữa để tìm kiếm người thân. Trước khi đẩy chiếc cán vào phòng mổ, người dùng tất cả sức bình sinh của mình để ngoái đầu nhìn về phía tôi, như đứa trẻ lần đầu tiên khi học mẫu giáo quay lại xem mẹ có bỏ mình về hay không. Mình thì chắc chắn là không bỏ rơi cha mình rồi đâu, nhưng biết ông có đủ mạnh mẽ để thức dậy cùng sáng mai. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn chạm vào vai của cha, con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sàn đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, anh mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lắm hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn ngày mai.
Hãy subscribe
Chúng ta vừa đến